Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xử Thạch Thị Hoa, sinh năm 1984, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiết bị TTH cùng 4 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo hồ sơ, tối 3 tháng 8/2020, công an kiểm tra kho hàng của công ty TTH tại Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện 32 công nhân đang phân loại, đóng hộp hàng ngàn găng tay y tế. Công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2.429 thùng găng tay y tế giả, 700 kg găng tay y tế kém chất lượng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm 9 địa chỉ tại quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận 8 và quận 6 được thuê để sản xuất găng tay y tế giả. Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 7/2019, Su Jin Lee, quốc tịch Hàn Quốc thường gọi là Lee, đặt mua của Hoa một số lượng lớn găng tay y tế của các thương hiệu nổi tiếng và thanh toán trước 5,1 tỷ đồng. Hoa đã bàn với Nguyễn Đức Chương thu gom các loại găng tay y tế đã qua sử dụng, bị ố, rách, nhăn để làm giả một số thương hiệu nổi tiếng bán ra thị trường. Sau đó, Hoa yêu cầu Lê Ngọc Ngân liên hệ với Nguyễn Thị Thu Sương để mua nguyên liệu găng tay y tế trôi nổi trên thị trường, in vỏ thùng giấy, tem nhãn của các thương hiệu. Chương thuê công nhân thực hiện, thuê Nguyễn Thị Linh Trang làm giám sát. Chấm công, 32 công nhân làm việc tại kho hàng của công ty chỉ làm công ăn lương, không biết việc sản xuất găng tay giả của chủ nên không xử lý hình sự. Cơ quan tố tụng xác định hàng giả cho các đối tượng sản xuất buôn bán tương đương hàng thật là 3,2 tỷ đồng. Tại tòa, Hoa khai dù làm giám đốc nhưng bản thân không biết chữ, cụ thể là không biết đọc, biết ký chữ tên mình. Khi lấy lời khai, bị cáo được người khác đọc lại và có luật sư. Dự kiến ngày mai 25 tháng 3, hội đồng xét xử sẽ tuyên án. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.